Nói kim quang bát quái trận này có vẻ gì thần kỳ, còn thấy cũng tầm thường thôi. Trận này thế trận rộng lớn, bí ẩn khôn lường. Quân sư, ta nghĩ sáng sớm ngày mai ta sẽ lên núi Tịnh Giáo sư phụ cấy đánh địch, đợi ta về sẽ bàn chuyện cùng các vị sao? Ừ, càng tốt, đi nhanh về nhanh. Sư phụ là cao nhân phương nào? Thế Đinh Sang, ngươi không nhận ra bằng đạo sao? Dạ bố kém hiểu biết, kiến thức lại nông cạn, xin cao nhân cho biết. Thế Đinh Sang, ngươi tự cao tự đại, không coi ai ra gì. Dạ bố không rõ, thực sự không biết tiếng ông là ai. Năm đó trên núi sương mù, bần đạo đã nhìn thấy ngươi, ta nghĩ ngươi đã quên rồi. Bần đạo và sư phụ ngươi đều chung một lớp, Thư Bửu Đồng là đệ tử của ta, cũng là môn sư huynh đệ của ngươi. Ngươi dám không nể mặt sư thúc, đánh đuổi hắn tới cùng, ép hắn vào chỗ chết, ngươi tới đây làm gì? Hả? Thì ra là Lý sư thúc, đệ tử vô lễ, xin sư thúc ân xá. Nhưng nói về chuyện của Thư Bửu Đồng, vạn bối không dám thông đồng, là con dân của đại đường thì nên an phận thủ thường. Thân là người tu đạo, nên vì sự an vui của vạn dân. Nhưng tên thư tạc này làm ngược lòng dân, làm trái ý trời, gây ra tai họa, phát động chiến tranh, khiến cho vạn dân lầm than. Loại người xấu xa như vậy, nếu như không giết đi, trời đất khó dung. Ngài là sư phụ của hắn, nên khuyên hắn cải tà quy chánh. Tại sao lại có thể tranh mạnh yếu với vạn bối chứ? Sư thúc đúng thật là không phân rõ thị phi, thiên mệnh bất tri. Là người như vậy sao có thể tu đạo thành đại la thiên nhân được chứ? Thế Đinh Sang, ngươi đừng có ngông cuồng. Bần đạo hôm nay muốn thỉnh giáo ngươi, cho ngươi được nếm thử mùi lợi hại. Đồ nhi Tiết Đinh Sang, bái kiến sư phụ và các vị sư thúc. Đứng lên đi. Lý Đạo Phù, hai đệ tử tương đấu, trước tiên không cần nói đúng sai. Ngài là trưởng bối, sao có thể can thiệp vào như vậy? Dượng Ngao, lời nói của ngài không thể đường hoàng được hay sao? Phi đao của đồ nhi ta đã bị vỗ đau các người hút mất rồi, các người không can thiệp vào sao? Nếu ngài đối xử với giảng bối như vậy, vậy ta muốn hỏi một câu,
tên đồ đệ ác bá như Thư Bổ Đồng của ngài có thể sống tới hôm nay sao? Đừng có nói nhiều lời. Hôm nay ta sẽ cho người biết lợi hại của ta. Tướng quân, không biết ngài vội vã tìm chúng tôi tới là có chuyện gì vậy? Hôm nay có cơ hội lập công lớn, ta muốn chia sẻ cùng với hai vị. Không biết hai người có đồng ý hay không? Cơ hội lập công tất nhiên không từ chối rồi. Phải đó. Nhưng mà là cơ hội gì? Nói đi. Tối hôm qua ta đã nhìn rõ Kim Cang Bát Quái trận rồi. Thì ra cũng có vậy. Ta nghĩ tối nay nhân lúc mọi người chưa chuẩn bị sẽ lẻn vào trận địa này. Nếu thành công chẳng phải lập công lớn hay sao? Không biết hai người ý như thế nào? Đừng có đùa chứ. Ngay cả nguyên sói võ công cái thế cũng không dễ gì ra tay. Sao chúng ta có thể đi được? Vào chỗ chết hả? Hơn nữa bất tuân tướng lệnh, nếu có bất trắc chúng ta có ổn không đây? Đúng vậy đó. Có ta ở đây sợ gì tướng lệnh chứ? Ta sớm biết hai người hèn nhát mà. Các ngươi nhìn đi, từ lúc đầu quân tới giờ chưa có chiến công nào hết. Có cơ hội tốt như vậy còn tham sống sợ chết, làm sao mà thành công được? Ta biết là các ngươi sợ. Lần này ta sẽ làm tiên phong, các ngươi làm hậu ứng. Quyết định vậy đi. Cứ quyết định như vậy đi nha. Chuyện này... Nói chuyện đi chứ. Dừng lại, dừng lại. Đồ nhi tiến đi sang bái kiến Thiên Tôn. Cùng ngỡ Thiên Tôn. Các đạo hữu miệng lễ, Đinh Sang đứng dậy đi. Tạ ơn Thiên Tôn. Đạo hữu, ngài có ý gì đây? Các ngài thấy đó, các ngài ức hiếp người quá đáng, ta không thể nhịn được. Ngươi làm vậy với đồ nhi Đinh Sang quá là không nên. Tiếc Đinh Sang đã ép đồ đệ của tôi phải vào chỗ chết. Nói tới đệ tử của ngươi, ta muốn nói vài câu. Đệ tử ngài Thư Bổ Đồng hành sự nhiễu loạn, ác tính không trừ. Chính là do hắn khởi chiến khiến cho ba tánh thiên hạ khắp nơi lầm than. Đem những chuyện gian ác như vậy quy hết cho đồ đệ của tôi, có phải là quá thiếu công bằng hay không? Không phải hắn có ý đồ lật đổ triều đình hành động bừa bãi thì sao có những cuộc tàn sát? Đương nhiên, nếu nói về trách nhiệm không chỉ thuộc về mình hắn. Hay là Thiên Tôn không công bằng? Không biết Thiên Tôn ám chỉ ai vậy? Công bằng luôn ở tại tâm, hà tất do ta nói, người ta ám chỉ, trong đó có cả ngươi nữa. Tôi đã làm cái gì? Năm đó trên núi sương mù, ngài giận dỗi bỏ xuống núi tự nhận hắn làm đệ tử. Nếu không do ngài thì hôm nay đâu có thảm họa như vậy. Dương Ngao, rốt cuộc ngài có ý gì? Ta chỉ tới trễ có một ngày, ngài lại nắm chặt không chịu buông. Đạo quan này vốn là tự do tham gia, đừng nói là trễ một ngày, nếu như ta không tới thì ngài sẽ làm gì được ta? Ta cũng về nhận một đồ đệ, xem thử ai có bản lĩnh. Đứng dậy đi, đồ nhi. Sư phụ, sao vậy? Tuổi của con không còn trẻ nữa. Tập luyện võ công như vậy vất vả quá. Di sư chuẩn bị trực tiếp dạy con quyền pháp, đao pháp, sau này dạy con ám khí độc môn, trực tiếp nắm bắt bản lĩnh giết người. Đạo gia chúng ta tôn thượng vô di, không phải là ý niệm nói tới ngày mai, tuân theo ý trời, hành động theo tự nhiên. Đạo hữu cũng biết thiên ý quy đường, dung túng cho đệ tử hành động ngược ý trời, không màng đến ba tánh trăm dân. Nhưng sự việc tới nước này, không cần nhắc tới nữa, mất bò lo làm chuồng, nhưng bù lại chưa muộn. Đạo hữu, ta và các ngài đều đã đắc đạo vạn kiếp tu thân, thượng triều kim khuyết, đã tới cảnh giới của chân tu, hà tất phải gây họa hồng trần. Lời nói của Thiên Tôn rất chí lý. Vậy bây giờ rốt cuộc có cần đấu tiếp hay không? Đó mới là điều cần suy nghĩ. Hơn nữa, chúng ta cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Có thua cũng không sợ mất mặt. Nếu như khiến cho người giận trời giận, tới lúc đó cũng không có kết quả tốt đẹp gì.
Vậy tên đệ tử của ta Thư Bửu Đồng không cần quan tâm sao? Thiên Tôn đã nói rất rõ ràng. Đạo trưởng à, ngài còn nghĩ thế nào nữa? Chúng ta cũng chỉ là trợ giúp cho đạo trưởng, còn hành vi của Thư Bửu Đồng không thể nào khen ngợi. Nếu tiếp tục giúp cho hắn, thực chất là hại hắn, hại chính bản thân của đạo trưởng. Vậy thì để hắn tự sinh tự diệt luôn cho rồi. Cũng phải đành vậy thôi. Ý của ngươi thế nào? Đạo hữu đạo phụ, chúng tôi sẽ quy ẩn sơn lâm, không bàn đến chuyện hồng trần nữa. Như vậy rất tốt. Đạo hữu, năm tới gặp lại ở cuộc thi luận đạo được không? Ý của Thiên Tôn là gì? Chẳng lẽ năm tới tôi có thể tham gia sao? Tại sao không thể chứ? Chúng ta có phải là đạo hữu không? Các ngài hãy nói đi. Tại sao lại không thể? Chúng ta là đạo hữu. Đa tạ các vị đạo hữu, đa tạ Thiên Tôn đã mở mang tầm nhìn. Bần đạo cao từ. Cung tiễn Thiên Tôn. Ta đi trước một bước đây, các vị đạo hữu, năm sau chúng ta gặp lại. Cáo từ. Sư phụ, Vinh Tây giữa đường lại gặp phải Kim Cang Bát Quái Trận rồi, làm sao hóa giải đây? Kim Cang Bát Quái Trận tuy lợi hại, nhưng hắn không thể ngăn được đại quân triều đình Tây Tiến. Đây là ý trời, con hà tất phải sợ. Trận này rất là phức tạp, vô cùng khí thế. Trong trận có tất cả 120 vạn đại quân canh giữ, còn quân của ta chỉ có 60 vạn, sự chênh lệch này rất lớn. Đồ Nhi thật sự không biết phải phá trận này như thế nào. Kim Cang Bát Quái Trận có 8 cửa, không cần phải đồng thời phá 8 cửa, còn tập trung binh lực phân ở 3 cửa đông nam giữa, đánh vào 3 cửa, sau đó tập trung toàn lực đánh vào cửa giữa. Chỉ cần đánh bại cửa giữa, trận này ắt bị phá. Đồ Nhi đã hiểu rồi. Cửa giữa là quan trọng nhất, con chỉ cần khống chế cửa này, tức là con phá được then chốt của nó, bọn chúng sẽ không thể cứu trợ lẫn nhau, mọi việc sẽ không sao hết. Con đi đi. Đa tạ sư phụ giáo huấn. Đồ Nhi tiến đi sang bái tạ sư phụ và các vị sư thúc. Đồ Nhi xin cáo lui trước. Đi đi. Chúng ta đến chỗ lão muội uống rượu thôi. Dương Cao, ông có đi không? Ta đi được sao? Sao không thể đi chứ? Chúng ta là đạo hữu mà. Đạo hữu mà. Mời. Mời. Sao vậy? Sợ rồi hả? Nè, nếu như ngươi sợ chi bằng ngươi làm hậu ứng đi. Hai chúng tôi lên trước cho. Đúng vậy đó, có được không vậy? Ai mà sợ chứ. Để ta lên cho, đánh cho Thư Quân không còn mảnh giáp. Được, được rồi, đi, đi. Giết. Cái gì vậy? Có chuyện gì? Giết! Tên tiểu tử thúi từ đâu tới, dám cả gan lẻn vào tấn công. Người đâu, bắt sống chúng! Dạ! Dạ! Yeah.
Ta đã muốn bắt sống hắn, sao người lại giết hắn chứ? Vô danh tiểu tốt, để sống làm gì? Hai mình giao chiến, mục đích tiêu diệt lực lượng địch. Hắn bị bắt làm tù binh, hà tất phải đoạt mạng của hắn làm gì? Giết một tên thương đường có gì không thỏa đáng? Cho dù là tướng đường thì cũng cần phải phân biệt có thể giết hay không được giết. Chỉ cần là địch thì giết là có lý rồi. Chẳng lẽ đây là đạo lý của người Tể Lương các người sao? Ta không quan tâm. Chẳng trách người Tể Lương càng đánh càng bại. Mộ của tướng quân Tiết Ứng Long. Tiết tướng quân, tại hạ là bảo thủ đại tướng quân của ba Đông Quốc. Tại hạ bồi phục tướng quân, tuổi trẻ anh dũng, chết thật không đáng. Nguyện đến kiếp sau cùng tướng quân quyết một trận sinh tử. Kim Cang Bát Quái Trận tổng cộng có 8 cửa, nhưng không cần đồng thời tấn công cả 8 cửa. Chỉ cần chúng ta tập trung binh lực công phá vào cửa đông, cửa nam, cửa giữa, sau đó khống chế cửa giữa, từ cửa giữa đột nhập vào cửa sinh, trận địa sẽ bị phá. Nguyên soái, Kim Cang Bát Quái Trận có 8 cửa, tại sao chỉ tấn công 3 cửa? Các vị có còn nhớ Bạch Hổ Quan của Thất Sát Trận chứ? Thất Sát Trận do 7 cửa hợp thành, một cửa bị phá thế trận sẽ bị phá. Nhưng Kim Cang Bát Quái Trận lại có điểm không giống nhau. Nó có 8 cửa, giữa các cửa không có sự hô ứng bù trừ nào. Toàn trận giống như một chuỗi mắt xích, trong vòng một canh giờ không thể phá cho được hết cửa, bởi vì số quân của chúng ta chỉ bằng một nửa số quân của địch. Vì vậy dùng cách này để phá trận là có thể đoạt được chiêu phủ Tây Lương. Nguyên soái nói rất đúng, khống chế cửa giữa vô cùng quan trọng. Vì vậy sau khi phá được cửa đông và cửa nam xong, chủ lực nên nhanh chóng tập hợp vào cửa giữa, đề phòng quân địch chi viện lẫn nhau. Nếu như đánh trận giống lần trước, đồng thời đánh 8 cửa thì sao? Từng chất Tư Bửu Đồng cũng nghĩ như vậy. Hắn cho rằng chúng ta tấn công ở 8 cửa, vì vậy hắn toàn lực chuẩn bị 120 vạn quân nhằm phân tán lực lượng để tấn công từng phía. Nếu chúng ta đồng thời tấn công vào 8 cửa, chẳng phải ta đã trúng kế của địch hay sao? Thì ra là như vậy. Rất may là nguyên soái đã sớm biết cách. Tốt, vậy bổn soái bắt đầu điểm tướng. Các tướng lĩnh nghe lệnh. Dạ. La Chư, Đầu Nhất Hổ, Tần Hán nghe lệnh. Có mặt tướng. La Chư làm tiên phong, Đầu Nhất Hổ, Tần Hán làm cánh tả cánh hữu. Ngày mai sau khi nghe ba tiếng pháo, các người hãy dẫn quân đánh vào cửa đông. Sau khi phá xong cửa đông, hãy tiếp cận cửa giữa. Nhưng mà các người phải đề phòng cửa bắc chi diện vào, không được sai lầm. Tuân lệnh. Phan Lê Quê, Tiết Kim Liên, Đi Nguyệt Nga nghe lệnh. Có mặt tướng. Phan Lê Quê làm tiên phong, Đi Nguyệt Nga, Tiết Kim Liên làm cánh tả cánh hữu. Ngày mai sau ba tiếng pháo, các người dẫn quân đánh vào cửa nam. Sau khi phá xong cửa nam, tiếp cận cửa giữa ngay, đề phòng kẻ địch tiếp viện vào cửa giữa, không được sai sót. Tuân lệnh. Đầu tiên đồng Trần Kim Định nghe lệnh. Có mặt tướng. Lệnh cho hai người cùng với bổn soái đợi ngày mai sau ba hồi pháo trực diện tấn công cửa giữa và khống chế cửa giữa, các đứt chuỗi mắt xích này, không để cho quân địch tiền hậu chi diện lẫn nhau. Trận này chắc chắn sẽ thành công. Tuân lệnh. Quốc trì tướng quân tới. Áp Lương Quan Quốc trì Thanh Sơn theo lệnh nguyên soái. Đứng dậy đi. Mau nói. Các đường lương thảo đã tới địa điểm rồi, tướng sĩ tiền phương không phải lo lắng gì nữa. Quốc trì tướng quân đã vất vả rồi, mời hồi doanh nghỉ ngơi. Không, nguyên soái, từ lúc Tây Chinh bình phản tới giờ, quốc trì Thanh Sơn chưa bao giờ ở chiến trận tiền phương giết địch. Lần này nhờ dịp gặp đại phá Kim Cang Bát Quái Trận, mặt tướng nguyện cùng nguyên soái chinh chiến, mong nguyên soái cho phép. Tốt, như vậy càng tốt. Mời ngồi. Dạ. Ta đang nghĩ phá Kim Cang Bát Quái Trận không có người chi diện. Tốt rồi, quốc trì Thanh Sơn, Tần Anh nghe lệnh. Có mặt tướng. Hai người dẫn theo 5.000 dân mã làm du kỳ, chặn đường tấn công của quân địch từ cửa bắc tới, đề phòng chúng chi diện cho địch ở cửa nam và cửa giữa, bảo đảm cho tiền phương thuận lợi phá trận. Tuân lệnh. Có phải ngài bệnh không? Không sao. Nhưng mà vừa rồi ngài... Nguyễn Sái đã nói rồi, cửa đông nam và cửa giữa sau khi công phá,
toàn quân tập trung đánh vào Cửa Sinh. Sau khi công phá Cửa Sinh xong, có thể tiến thẳng Dương Phủ rồi. Điểm tướng hoàn tất, không biết Trình Lão Thiên Tuế và Từ Quân Sư có điều gì chỉ giáo hay không. Lão Phu cảm thấy tuyệt đối an toàn không sao hết. Ta có một điểm nghi vấn. Ta thấy khi nãy lúc Tiết Nguyên Soái bố trí quân tướng, dường như có một chỗ thiếu sót. Ví dụ ngài và Tiên Đồng, Kim Định tướng quân trực diện tấn công cửa giữa, đồng thời còn cả hai phía tả hữu. Như vậy có thể thấy cửa đông cửa nam rất có thể cần các vị đi chi viện. Nếu các vị đi chi viện nhưng bản thân lại rất khó thoát thì tính sau đây. Hoặc nếu như binh lực hùng mạnh, các người không thể công phá thì các người phải làm sao đây? Từ Quân Sư quả thật có con mắt tinh tường. Quân địch có tổng cộng 120 vạn đại quân, ở mỗi một cửa binh lực nắm giữ không tới 20 vạn, nhưng còn quân ta tổng cộng chỉ có 60 vạn đại quân, chỉ cần tập trung binh lực tấn công vào ba cửa, khống chế được cửa giữa, không để cho quân địch các cửa tăng chi viện, vậy quân ta tấn công vào ba cửa như vậy là đủ rồi. Còn nữa, Phan tướng quân hiện đang bụng mang dạ chữa, sắp sinh nở mà phải xung trận như vậy, tuy là Phan tướng quân tinh thần quả cảm nhưng mà ta cảm thấy có điều không thỏa đáng. Ít nhất về nhân đạo mà nói thì cũng không được. Lời của Từ Quân nói rất có lý. Chúng ta là con người nhân nghĩa, cho dù tướng lĩnh ta chiến không đủ thì cũng không thể để một phụ nữ sắp sanh ra chiến trường được. Đa tạ tình cảm của Quân Sư và Trình Lão Thiên Tuế, nhưng mà thời gian tới lúc sinh vẫn còn một tháng nữa, không có gì đáng ngại. Phan tướng quân, trận chiến này nguy hiểm bất thường, chúng ta không chỉ lo cho an nguy của riêng mình cô mà còn phải tính đến chuyện bất ngờ xảy ra ngoài ý muốn, rất có thể sẽ ảnh hưởng tới cả chiến cục này. Lời của Quân Sư nói rất đúng. Lúc đầu ta và Lê Quê cũng đã nói qua, ở lại doanh trại không ra chiến trận, nhưng mọi người không cần phải lo, chúng ta đã tính kỹ, đề phòng xảy ra tình huống ngoài ý muốn rồi. Quân Sư có thể an tâm, nếu có chuyện gì bất thường, chúng ta cũng đã nghĩ ra biện pháp toàn quân rút lui, tuyệt đối không ảnh hưởng tới chiến cục đâu. Hơn nữa, vừa rồi Quân Sư cũng nói trận này hiểm ác, mà quân ta không thể thiếu chiến tướng, thời điểm này tôi sao có thể đứng nhìn được chứ. Phan tướng quân, người đại nhân đại nghĩa thật đáng khen, đúng là tấm gương cho tướng sĩ của quân ta. Ngài không sao chứ? Nhưng mà tướng quân cần phải bảo trọng sức khỏe mới đúng. Ừ. Đình Sang à, con cần phải bảo đảm an toàn cho Lê Quê đó. Ừ. Trình Lão Thiên Tuế cứ việc yên tâm. À, nếu đã vậy, bố trí quân binh của Tiết Nguyên Soái đã ổn rồi. Đình Sang, con cứ theo phương án của con mà thi hành đi. Còn một điều nữa, cần phải nói rõ với các tướng lĩnh. Lân Quốc và Đại Đường chúng ta lợi ích căn bản có xung đột, cũng là do tên Thư Tạc bỏ bùa mới xảy ra chuyện như vậy. Vì vậy chúng ta cần phải nghĩ cách triệt để làm tan rã quân địch. Ta nghĩ tốt nhất là hóa địch thành bạn. Nguyên Soái suy nghĩ rất chu toàn. Ngay cả khi chúng ta có thể tranh giành một tướng lĩnh của quốc gia để giữ vị trí trung lập như vậy, tương đương với việc tiêu diệt 20 vạn đại quân. Ừ. Phải đó. Đây có thể là cách làm vô cùng hiệu quả ha. Chứ gì có thể tận lực hành động. Ừ. Ta chỉ cần các tướng lĩnh cùng nhau đồng lòng. Quy phong to lớn của tướng lĩnh đại đường ta, Kim Ngang Bát Quái trận này sao không thể phá được chứ. Đồng tâm hiệp lực, chỉ đấu với quy phong của đại đường. Ừ. Thành Sơn. Tần Ánh. Tôi có chuyện này cần ngài giúp đỡ. Ngài có chuyện gì cứ việc nói đi. Tôi không được khỏe cho lắm, giấu ngài không được nữa. Nhưng ngài không được cho ca ca của tôi biết, càng không thể cho Nguyên Soái biết được. Họ sẽ không để cho tôi xuất trận đâu. Tôi nói ngài rồi, ngài không biết đang bệnh mà ra chiến trường là rất nguy hiểm hay sao? Rất có thể là ngài mất mạng như chơi. Ngài có từng nghĩ qua chưa? Ngài yên tâm, không có gì trở ngại đâu. Hay là tôi nói chuyện với ca ca ngài. Mẹ, Thành Sơn, ca ca ta là chủ tướng trong quân, không nên để quên ấy phân tâm. Tại sao phải khổ sở vậy chứ? Thành Sơn à, tướng lĩnh của quân ta vốn không có nhiều, Nguyên Soái càng ngày càng lo lắng, sao ta có thể rút lui trong lúc này chứ? Thành Sơn à, Tần Anh ta chưa hề có công lao gì, nghĩ lại thì ta cũng thấy buồn. Sao ta có thể đối mặt với người cha đã khuất của mình? Làm ơn đồng ý với ta đi, xin ngài đó Thanh Sơn. Được rồi, ta đồng ý. Nhưng mà trước tiên ngài phải uống thuốc đã. Đi tìm quân y để lấy thuốc. Được.
lúc lâm trận đã xảy ra một biến cố nhỏ. Tuy không ảnh hưởng tới đại cuộc, nhưng thực tế là bất lợi cho quân ta. Tiên sư của bổn soái và ngũ vị đạo trưởng Lý Nhược Hư cũng mới đi dân du tứ phương. Cho nên, trong trận chiến với quân Đường, không thể tới giúp cho bổn soái được. Hả? Sao chứ? Mọi người có ý kiến gì không? Chuyện này tính sao đây? Trong một lúc thiếu đi vài cao thủ, Kim Cang Bát Quái trận liệu có trụ được không đây? Cũng phải lo chứ. Vậy. Chứ gì không cần hoang mang. Lần này Đại Dương đã phái anh muội hai vị thần dũng là Hoa Thục Lại và Hoa Bá Lại tới. Họ là những vị đại tướng quân uy vũ tuyệt đỉnh, có chí dũng hơn cả vạn phu. Tình hình đã như vậy cho nên triển khai chiến lược của chúng ta cần điều chỉnh một chút. Cửa Đông do đại tướng quân Bảo Thụ, tướng quân Hắc Lý Đạt cùng trấn thủ. Như vậy cửa Nam tiếp tục do Đoàn Cửu Thành, Phương Vạn Xuân và Hốt Nhĩ Mê ba vị tướng quân cùng trấn thủ. Cửa Tây do hai vị công chúa Kim Đào và Ngân Hạnh cùng trấn thủ. Còn cửa Bắc do hai vị anh muội Hoa Thục Lại và Hoa Bá Lại cùng kiên thủ. Cùng bổn soái và hai vị quân sư sẽ kiên thủ cửa giữa để tiếp ứng cho các cửa của mọi người, chuẩn bị cho những lúc khẩn cấp. Giữa cửa Đông và cửa Nam còn có một cửa địa. Cửa địa này là một địa đạo bí mật. Sự tồn tại của địa đạo này quân Đường chắc không thể biết. Vì vậy, chỉ cần một mình Hắc Kỳ Lân trấn thủ ở đó là được. Vậy còn cửa Tử và cửa Sinh, không cần ai bảo vệ sao? Cửa Tử đâu đâu cũng có cạm bẫy. Vì vậy, không cần phái người bảo vệ. Chỉ cần quân Đường vào tới đây, chúng ắt sẽ không có đường về. Cuối cùng, đó là cửa Sinh, chính là trực tiếp thông nối với cửa Dương Phủ. Cửa này là quan trọng nhất. Tới lúc đó, do ta và hai vị quân sư kim thủ. Nếu như thời cuộc bất lợi cho ta, thì tướng lĩnh của các bộ nhất định phải dẫn theo quân của mình lui về cửa Sinh. Nhưng mà cửa Đông và cửa Nam cách cửa Sinh khá xa. Các ngươi chỉ cần đi vào địa đạo, tiến thẳng cửa Sinh. Không biết là các ngươi đã hiểu rõ chưa? Nguyên soái, giữa các cửa chi viện lẫn nhau, có phải đều thông qua cửa giữa hay không? Đúng vậy. Nhưng nếu lúc đó cửa giữa có rất nhiều trở ngại, các ngươi có thể đi vào địa đạo và có thể đi vào đường xung quanh bên ngoài. Hiểu hết chưa? Dạ hiểu. Tiểu thư, áo giáp đã tới. À. Tiểu thư, cô xem bụng cô đã lớn như vậy, sao có thể mặc cho cô được đây? Đừng nhiều lời, mau mặc cho ta tiểu đi. Tiểu thư, gì nữa đây? Muội thật sự rất lo cho cô. Bụng lớn như vậy lại sắp sinh rồi, nếu có điều gì bất thường phải làm sao đây? Được rồi, đừng nói nhiều nữa, mau mặc giúp ta đi. Tiểu thư, tiểu thư cô không sao chứ? Tiểu thư, bụng ta lại đau. Hả? Vậy phải làm sao đây? Tiểu thư đợi chút để muội đi gọi người. Không cần đâu, không sao. Không sao đâu, chút nữa là đỡ thôi. Nếu như đến lúc đó tiểu thư sinh ở chiến trường thì phải làm sao đây? Tiểu Thúy, muội không hiểu rồi. Trận này với chúng ta mà nói rất là quan trọng. Số lượng quân của bên ta chỉ bằng một nửa của địch. Đinh Sang vì vậy mà lo lắng vạn phần. Người nói ta có thể không đi sao? Ta nằm ở đây không lo cho chàng được sao? Đừng nói chi đến kỳ sinh nở. Cứ coi như sinh tại chiến trường, ta cũng không quan tâm. Tiểu Thúy, mau mặc y phục, sắp xuất trận rồi. Hôm nay
là thời khắc quan trọng chúng ta trên tay bình phản. Thắng bại chính là ở lúc này. Các tướng sĩ hãy dốc hết sức lực đánh bại Kim Cang Bát Quái trận, giết tên thương tặc, bình phản loạn, thống nhất giang sơn đại đường của ta. Báo cáo Thiên Phong, phía trước phát hiện ra một phần mộ mới của tiểu tướng Tiết Ứng Long. Hả? Đi xem đi. Dạ. Chưa. Ý. Nhìn đằng trước kìa. Ý. Xin hỏi, người đến có phải là bảo thủ tướng quân của Ba Đông Quốc không? Đúng vậy. Phần mộ của tiểu tướng Tiết Ứng Long là do ngài làm sao? Chút chuyện nhỏ nhặt, chỉ là nhân đạo mà thôi. Còn ngài là ai? Tại hạ chính là La Chương, Tiên Phong Tây Chinh, tiền lộ của đại đường. La mẫu thật sự rất cảm kích trước đại tướng quân. Nghe danh La Gia tam đại anh hùng, quy thần tứ phương, bổn tướng ngưỡng mộ đã lâu, không ngờ hôm nay có thể hội ngộ nơi đây. Chỉ đáng tiếc là lần đầu quen biết lại dùng binh đao gặp nhau. La mẫu muốn biết tại sao đại tướng quân lại thành kẻ địch của đại đường. Ta không làm khác được, chỉ là quân mệnh khó tránh, thân bất do kỷ. Nếu đã như vậy thì xin tiếp chiêu đi. Vậy thì đừng trách bổn tướng vô lễ. Chua. 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 Đừng có đuổi theo. Ta từng Thiên Lý dặn dặm đến trợ giúp trận, vậy mà đại tướng Tây Lương Dập Quy đã bỏ chạy, thật đáng xấu hổ. Nguyên soái, báo cáo nguyên soái, tướng đường ở cửa đông vô cùng lợi hại, tướng quân bảo thủ sắp chịu không nổi rồi. Tướng đường là cái nào vậy? La Chương, Đậu Nhất Khổ và Tần Hán. Quả thật đều là mãnh tướng. Quân sư, mà mau tiến lên tiếp ứng, chi viện cho bảo thủ, đừng để thua trận này. Thiết Bản, ngài ở đây chiến đấu cùng ta, các cửa còn lại ta sẽ tính sau. Dạ nguyên soái. Ta phải giết tên tiểu nhân bị ổi nhà ngươi. Đừng hiểu lầm, ta không muốn giết ngươi. Ta sớm đã biết tướng lĩnh Tây Lương các người không phải chính nhân quân tử rồi. Đa tạ ơn cứu mạng của La tướng quân. Huynh đệ đâu? Xông lên!
Tình hình cửa đông sao rồi? Tướng quân bảo thủ đã rời bỏ cửa đông. Tại sao? Chưa rõ. Nguyên soái, chúng ta hãy đi đoạt lại cửa đông đi. Không được. Bảo thủ không có ở đó, chúng ta muốn đoạt lại cửa đông sẽ phải trả giá đắt. Chỉ bằng hãy tới cửa nam, tướng Đường yếu thế hơn, tập trung lực lượng tiêu diệt chủ tướng cửa nam, tiêu diệt lực lượng sinh tồn của chúng hãy nói. Như vậy rất hay. Người đâu? Có. Cửa bắc tạm thời chưa có chiến sự, hãy để cho qua tướng quân tiến đến cửa nam, dẫn theo tướng quân Quắc Kỳ Luân. Dạ. Hắc tướng quân. Dạ. Người mà mau thông báo cho hai vị công chúa Kim Đào và Ngân Hạnh ở cửa tây mau tiến về cửa nam tập họp. Dạ. Thưa nguyên soái nói cửa bắc tạm thời không có chiến sự, lệnh ngài mau chóng dẫn binh tới cửa nam chi viện tiêu diệt tướng Đường. Được, ta đang rảnh không có việc gì, chúng ta đi. Cửa đông đã phá, Hắc Lý Đạt đã bỏ chạy. Bảo thủ không muốn làm kẻ địch của Đại Đường nên đã rút quân. Tốt. Bao khởi bẩm nguyên soái, Phan tướng quân và Thư Bổ Đồng giao chiến nhiều giờ, bụng đất đau, tình hình đang rất là nguy hiểm. Là Chư, Tần Hán, hai người trấn thủ cửa giữa, tuyệt đối không để cho kẻ địch đột kích. Kim Định, mau cùng ta tới cửa nam. Nguyên soái an tâm, hãy giao cửa này cho chúng tôi. Chưa. Không ngờ Tiết Đinh Sang là dũng cảm như vậy, quả thật thiên hạ vô địch. Vì đại quân triều đình thế như phá trúc, sắp công phá tới cửa Dương phủ rồi. Vậy chúng ta phải làm sao? Thưa nguyên soái, khi chúng ta tới cửa nam, chúng ta phải tìm cách tới đó, quân lệnh không thể không nghe. Chúng ta phải qua cửa giữa phải không? Cửa giữa có Tiết Đinh Sang, không thể gặp lại hắn. Thưa nguyên soái từng nói đi bên ngoài cũng có thể tới cửa nam, chúng ta đi vòng bên ngoài đi. Được rồi, chúng ta đi. Đi thôi. Đi. Ý, Tần tướng quân, Quốc Kỳ tướng quân, cửa nam khẩn cấp, Phan tướng quân đã bị địch bao vây, rất khó thoát thân. Tôi đã báo cáo với Tiết nguyên soái đi chi viện rồi. Chà. Ý. Thanh Sơn, ta đoán là bọn chúng tới cửa nam chi viện, chi bằng chúng ta hãy ngăn chúng lại đi. Đúng, tại đây có thể bắt sống chúng, không thể để chúng đến cửa nam. Đi. Chà. Chà. Hãy
Sư đệ, đừng quan tâm tới chúng. Chúng ta mau tới cửa nam để tụ họp cùng Nguyên Soái. Hiểu rồi, chúng ta đi. Đa tạ hai vị đạo trưởng. Không cần. Hai vị đạo trưởng, sao hai người lại tới đây? Sư phụ kêu chúng tôi tới, nói đây là cơ hội để lấy công chuộc tội. Đa tạ hai vị đạo trưởng. Vị phó tướng, ngài mau dẫn tướng quân đi điều trị vết thương đi. Được. Được. Đi. 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 Hai. Ngân hạnh công chúa, cô làm sao vậy hả? Bọn ta đã liên minh với Đại Đường, đã là thê tử của nhị vị tướng quân rồi. Hôm nay bắt tên phản tặc như ngươi để lập công. Hai tên tiện tỳ các ngươi, sớm muộn cũng cho các ngươi máu chảy khắp chiến trường. Giết! Đồ Thuận, lên! Ah!
Liên Khuê, vất vả cho nàng quá. Để Tiên Đồng và Kim Định đưa nàng về doanh nha. Không cần đâu, phá trận mới quan trọng. Để hai vị tỷ tỷ ở lại giúp chàng thì tự về được rồi. Liên Khuê, nàng đúng là một thê tử tốt của ta. Không sao, không sao. Ráng lên, ráng lên. Tần tướng quân, con bị thương sao rồi? Trình lão thiên tuế, con không sao. Trời ơi, trong người đang có bệnh còn ra chiến trường làm gì? Trình lão thiên tuế, có điều ngài chưa biết, trong chiến trận con chưa từng lập công. Nếu vẫn không thể lập công nữa, trăm năm sau, sao con có thể đối mặt với phụ thân đây? Thả tôi ra. Đi nhanh lên. Nhìn lên. Đi nhanh lên. Thả tôi ra. Chạy đi đâu? Đại tướng quân, ngài nhất định phải dùng toàn lực giữ vững đường cuối cửa sinh. Mau mau đi tổ chức hậu viện. Xin đại soái mời cao minh tới. Tại hạ vô năng vô lực. Cái gì? Ngươi? Nói cho ngươi biết, quốc vương của các ngươi đã đồng ý giúp ta tới cùng. Tướng tại ngoại, quân mệnh không thể nghe theo. Đại tướng quân, ngài có thể thấy chết không cứu sao? Truyền lệnh của ta, toàn quân về nước phục mệnh như quốc vương. Đi. Dạ. Hỡi các tướng sĩ, hãy cùng nhau xông lên, đánh cho bọn chúng không còn manh giáp. Nguyên soái, đâu đây? Phóng cầu lửa! Phóng! Yeah.
mau giết hắn. Hai tên bại tướng nhà ngươi còn không bao đưa tay chịu trói. Là Chương, Nguyên soái, báo thù cho cha của đệ đi.
Giới! Thư Vũ Đồng, cậy vào võ công cái thế, khởi binh gây chiến, giết chết La Thông. Hắn muốn chiếm đoạt Đại Đường, nhưng đã bị bại trận dưới tay Tiết Đinh Sang. Phi thương của La Chương đã hoàn toàn phá vỡ mộng tưởng xưng bá Trung Nguyên của hắn. Cha, Tây Lương đã bình phản, nguyện vọng cuối cùng của người đã thành hiện thực rồi. Bây giờ cha có thể ngậm cười nơi chính suối rồi. Đại quân triều đình đã phá Kim Cang Bát Quái trận, tấn công vào Ngọc Long thành. Thư Nguyên Soái và hai vị quân sư đã tử trận. Bây giờ Tiết Đinh Sang đang dẫn quân tiến vào Dương phủ, xin đại dương hãy định đoạt. Trời, đại dương, 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 đại dương. Quả này đều do Thư Vũ Đồng gây ra. Đã đến nước này, thật là khiến bổn vương vô cùng thất vọng mà. Bẩm đại dương, theo như di thần thấy, chi bằng đại dương hãy viết bức thư đầu hàng, biểu thị lòng trung thành và đổ tội tạo phản cho tên Thư Bửu Đồng. Đợi di thần dâng lên triều đình, hoàng thượng là một người nhân nghĩa, biết đâu ngày ấy sẽ khoan hồng cho đại dương. Không biết ý đại dương như thế nào? Làm theo ý ai khanh đi. Trước mắt đành phải làm như vậy thôi. Dạ. Quỳ soái, đại tướng quân Ba Đông Quốc Bảo Thụ đã dẫn quân về nước. Công chúa Ngân Hạnh của Thiên Nam Quốc và công chúa Thiên Đào của Thiên Đồng Quốc đang chờ thánh chỉ của hoàng thượng, cùng hai vị tướng quân họ Lưu, Phúc Chỉ Liên Hôn. Đội quân của Thư Bổ Đồng tử thương quá nữa, đội quân còn lại do chúng ta tổ chức lại. Nguyên soái, đại thần Dương phủ Tây Lương Tống Quán đại nhân đã chờ cầu kiến. Hả? Chính là vị Tống đại nhân mà ngươi nói hay sao? Đúng vậy. Mau mời vào đây. Truyền Tống đại nhân tới kiến. Tống đại nhân, vị này chính là đại nguyên soái Tiết Đinh Sang, thống lĩnh tam quân của triều đình ta. Đại danh Tiết nguyên soái vang danh từ lâu rồi, hôm nay được gặp mặt quả là niềm vinh hạnh của hạ quan. Nguyên soái, đây là Tống Quán, Tống đại nhân. Vị này là La Chương, tiên phong khai lộ tam quân. Tống đại nhân là tướng quân thiếu niên anh dũng, hạ quan ngưỡng mộ từ lâu. Từ lâu ta đã nghe danh Tống đại nhân là trung thần của triều đình. Chinh Tây lần này đại nhân cũng có công lao lớn, ta sẽ tâu lên với hoàng thượng ban thưởng hậu hĩnh cho ngài. Đây là bổn phận của thần tử, đâu có dám kể công gì. Hôm nay hạ quan nhận ủy thác của đại dương đến bái kiến nguyên soái. Mời ngài nói. Đại dương nghe theo lời của Thư Bửu Đồng khởi binh tạo phản vào thiên triều, giờ thấy hối hận lắm. Nay xin viết một bức thư đầu hàng để xin chuộc tội. Bổn vương nghe theo lời Thư Bửu Đồng khởi binh tạo phản, phạm vào thiên triều. Nay bổn vương viết một lá thư xin hàng, xin nguyên soái tấu lên hoàng thượng để xin chuộc tội. Lần này vua Tây Lương chuyển biến rất nhanh, đây có phải là công lao của đại nhân hay không? Đây cũng là bổn phận của thần tử, sao lại nói là công lao? Tuy nhiên đại dương đã không còn lối thoát, đó mới là nguyên nhân chính đó. Lời nói của đại nhân rất có lý, Giang tướng quân. Dạ. Vậy thì phiền ngươi đi một chuyến, quả tốc dẫn bức thư này lên cho hoàng thượng. Dạ.
Cao Tông truyền chỉ, do triều đình chinh Tây đại nguyên soái Tiết Đinh Sang đã đoạt lại Dương phủ. Đến nay, cuộc chiến chinh Tây đã hơn 10 năm, hoàn toàn thắng lợi.